Hôm nay giới thiệu đến các bạn một cái đầu giày mã đến từ Mỹ, một cái thương hiệu khá là quen thuộc, đó là Yolida. Model của nó là Glass FX Top DXD. Thì cái con này là một cái con giày mã mà mình sở hữu còn nguyên cả trong số catalog. Thì bây giờ mình sẽ khui ra, lát nữa mình sẽ test cho các bạn qua máy tính. Nó còn có thể kết nối qua cáp quang nữa. Đầy đủ. Đây là dây nguồn catalog, mút, mặt kiếng này. Cái từ chữ lát trong tiếng Anh có nghĩa là kiếng, thì con này nó làm cái mặt kiếng ở phía trên. Và đèn của nó thì nó trong cái hộp thì nó tất nhiên nó sẽ được bảo quản bởi shop. Đây đèn này, hai bóng đèn này, mình sẽ lấy cái miếng mút này ra. Đó, đèn thì tại hai bóng đèn 12AX7. Để lên cao cho các bạn dễ quan sát này. Nói chung là nó không quá nặng, đồ của Mỹ thì không quá nặng, nhưng mà chất âm thì hay cực kỳ. Cái kiếng này là không thể thay thế nha. Mình lấy thay thế thì nó sẽ mất cái logo mà của thằng Yolida này. Đây logo này đây. Thì cái này mặt trước này làm nhìn chúng ta giống như mới lướt qua giống như màn hình, nhưng mà không. Họ tải vào được, nó làm để cho chúng ta nhìn thấy cái đèn thôi. Rất là đẹp. Đây là headphone. Con này là một cái dạng và giải mã mà có tích hợp rề, nó chỉnh lớn nhỏ được để mục đích chúng ta nghe headphone, và chúng ta sẽ chỉnh qua bao, chúng ta chơi cũng rất là hay luôn. Đây là phía sau, các kết nối tốt lai là cáp quang GP Coaxial, thì mấy cái này nó mạ vàng. GND là nội đất. Design and USA thì sản xuất, thiết kế và sản xuất tại Mỹ. Nó làm rất là chắc chắn. Những cái đồ mà chạy đèn thì chất âm rất là hay luôn. Ghế kết nối cáp quang, kết nối cáp đồng trục, kết nối USB, mọi thứ đều hoàn hảo. Khá là nặng. Các bạn lưu ý cái này mặt kiếng chúng ta chỉ để nó trên trên cùng thôi, không được để dây đè này nha. Để phòng rủi có bị đè lại nó nứt rất là ổn. Mình không biết có phải kiếng cường lực hay không, khá là chắc chắn nhưng mà chúng ta không nên thử. Đây mình đã bật nguồn lên đây. Cái này thì chúng ta chỉ cần có, lát nữa mình sẽ test bằng laptop qua cái cáp USB này. Cáp USB đó. Bây giờ mình connect thử với cái bộ rè bao của mình nè. Không phải, cái âm ly mình làm rè nè. Nói chung là cái này làm rè cũng được, nhưng mà lấy âm ly làm rè để mình chỉnh thêm bát rè. Bạn nào có máy tính thì chơi qua máy tính, nó sẽ dễ lựa chọn nhạc hơn và nó phong phú. Tất nhiên máy tính thì nó có phần mềm chúng ta cài vào chơi nó hay hơn. Mình thử các bạn có quan trước là mình sẽ thử máy tính nha. Sorry, mình chưa cắm cái đường analog out. Phải có analog ra. Ôi lầm lớn. Bây giờ mình sẽ test với cái cổng cấp USB nha các bạn. Bạn nào cái mức giá của cái đầu này thì
Thì lát nữa mình sẽ công bố luôn. Bây giờ mình test qua cổng USB để các bạn nghe xem nghe qua máy tính nó như thế nào. Cái máy tính mình test là cái máy tính Surface Pro 7 thôi. Nói chung là một cái máy tính để chúng ta chơi DAC không cần cấu hình quá cao, chỉ cần nó gọi là nó chạy trơn tru những ứng dụng văn phòng là được rồi. Young, I listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe still shine. Every she yesterday once more. Show me the light way. Show me the light way. Looking back on how it was in years gone by and the good times that I had makes today seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they like before. It's yesterday once more. Show me the light way. Every sha-la-la-la, every woe still shines. Every shingling-a-ling that they start to sing so Glass SX Touch Daddy. Các bạn nhu cầu liên hệ mình sớm số điện thoại dưới màn hình nhé.